mà anh nói ổng căng hai cái tay, căng hai tay hai bên gì nè, hai giò cũng hai bên gì nè, cuộc lại ha, cái lấy cái mà đắp lại cái hết hồn hết trơn. No. Hello cả nhà của anh Thuận nha, chúc cả nhà xem video thật là vui vẻ bình an nha, năm mới phát tài nha, lâu quá trời lâu mới quay nha. Chào cả nhà. Để đi, em cũng ước mơ của em cũng trở thành sự thật rồi cả nhà. Em sức khỏe bình thường, rất là kiểu như bình thường lắm, mà nó hơi mệt xíu thôi à, mà nói chuyện nhiều quá nó không nổi thôi, mà bữa nay nói nổi rồi, nói bữa nó không nổi thôi, bữa kiểu như bị tụt cảm xúc, nó không nổi. Em like mà giống em không có tương tác nhiều, chắc là mệt. Dạ đúng rồi, em like không có tương tác nhiều là chắc do mệt. Giống như tương tác mỗi cái comment là mỗi cái tương tác như vậy á, thì mình bán đâu có được đâu. Đi thấy sao chưa? Ủa, anh đi với ai vậy? Dạ đi với chị Tâm. Anh biết chị Tâm mà phải không? Tâm Thanh Tâm á. Chị đã dẫn đi hả? Dạ chị đó dẫn đi. Mấy đi chú? Một. Anh thì không có biết gì đâu. Anh nói sao? Anh không có biết chuyện đó. Anh không biết chuyện đó hả? Vô ảnh là mình phẫu thuật á, thì thấy phẫu thuật vô cái đi ra trong vòng nửa tiếng đồng hồ là em tỉnh là. Dạ. Thiếu rút mê á. Mà bình thường hết à. Người ta kêu phẫu thuật xong là hay bị kiểu như sốc tâm lý gì đó thì cảm ơn. Dạ đúng rồi. Giống như mình bị mất mất đi cái năng lượng. Mất đi cái năng lượng kiểu như nó không có còn mạnh dạng mà để cho có một cái năng lượng mà để mình kiểu nó quá chậm đi á, nó mất cái cảm xúc luôn á. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, do con phẫu thuật á. Nó chắc nó bình phục lại. Nó vô thuốc nhiều. Chứ em nghĩ chắc nó dạ nhiều lắm. Vô thuốc nhiều lắm, vô quá trời chích, quá trời chích. Chích tan nát hết trơn cái tay. Chích dữ lắm, chích nha. Dạ đúng rồi, chích dữ dội lắm. Chích dữ lắm. Ổng mà anh nói ổng căng hai cái tay. Căng hai tay hai bên gì nè, hai giò cũng hai bên gì nè, cuộc lại nha. Cái lấy cái mà đắp lại cái hôm hết hồn hết trơn. No. Cái bắt đầu dịch ra cho em thấy được chút. Nghĩa là lúc đó là em đâu có biết tiếng Thái đâu. Bà nói đẹp đẹp. Dạ. Sửa sạn á, sửa sạn chín nút mê á là bắt đẩy cái mền lại cho em. Cái nó hôi. No. Trời ơi, anh nói em nói anh ơi, thắt nước muốn chết luôn. Đâu có cho uống nước đâu, ói nha. Ói vô lắm luôn. Mà chút xíu một tỉnh hả, 2 giờ em tỉnh. Rồi tới limit bắt 15 giờ nó rơi. Có kinh nghiệm mà. Dạ, của mình là 36. Có kinh nghiệm mấy mốt đợt sau làm dưới chắc không có sợ nhiều đâu. Mà em cũng đâu có sợ đâu, em sợ em cũng đâu có lên, em nằm mạnh dạn em lên mà nằm niệm niệm hô. Em nói trời không lẽ mình gặp nạn mình không lẽ mình niệm Phật trời. Em nói thôi kệ đi, cầu ông cho qua tay qua nạn khỏi thôi. Chứ bình thường mình không niệm Phật đâu, lẽ tự nhiên gặp nạn mình niệm Phật phải không? Em nói thôi cầu cho nó tay qua nạn khỏi là được. Rồi vậy là thôi đó. 137. Nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn nhưng mà em ngủ. Mất trí nhớ nhiều lắm nha. Em nói em không muốn làm ta ngày xưa làm sao ta? Hồi đó anh nhớ. Hồi đó anh nhớ em không muốn làm không? Hồi đó anh có nhớ không? Có em nói thì mới nhớ nhưng mà không biết lý do là sao. Tại vì lúc đó em nghĩ mình làm chi tự nhiên cái tốn tiền, với lại mình đâu có lấy ai đâu, phải không? Mình làm chi cho tốn tiền thôi, mình để dành tiền đó. Cái tự nhiên cái bây giờ cái em muốn làm cho bản đồ cho nó đẹp.
Dạ. Làm gái mà. Dạ. Dạ. 18. Là tổng cộng chi phí được các 60. Là 60. Dạ. Cảm ơn. 60 anh. Cao quá ha, cao quá ha. Dạ. À, làm nếu mà làm tại vì bà hỏi em có hỏi rồi, làm ở dưới thì ở bên bà anh tới một tháng ở nữa, 21 ngày lận, rồi giờ mình ở thì một tháng rưỡi nằm trong nhà nữa, là chạy ra gần 3 tháng trời, nên em không có làm. Bà hỏi nếu mà ấy thì em làm luôn rồi. Trời, nếu mà hả bà hỏi mà ở bên bển mà trong vòng 15 ngày 10 ngày em làm liền, mà nhân dịp Tết sao không làm luôn, làm luôn rồi. À, đâu không có làm luôn, anh ở anh nghỉ tới 3 tháng trời sao nghỉ nổi, đúng không? Tự nhiên đi, coi chừng nào mà mình hoàn thiện 1/2 thôi đó, 1/ mà đúng là 1/2, còn 1/2 nữa từ hoàn thiện lại. À, tức là hai thứ cùng lúc là sẽ bị nghỉ quá lâu. Nhưng nghỉ đúng rồi, nghỉ quá lâu, nghỉ 3 tháng và một ly rồi nó thôi. Thôi vậy đáng gì là. Dạ. Có thêm tiền. À, hồi đó cả nhà phải không? Không có làm, anh cứ nhớ em nói không có làm nha, không làm mà cuối cùng cũng làm. Em kêu em sợ đau rồi, sợ không có da rồi mà khó, bà hổm có làm có 375. 375. Dạ đúng. Là cái đó sai sai đó, sai kiểu như sai lớn hơn trung bình chút. Lớn hơn trung bình chút. Sai cũng cao mà. 500. 500 là lớn hơn. 500 là lớn. 500 sao ấy được. Ờ, 400 em suy nghĩ mà hổm làm 400 là nó bự quá, dòm nên nó xấu quá, nó thô. Ờ, cái này nó còn bung ra từ từ nó nở ra từ từ nữa. Thì em đang lịch nè. Lúc đó ai tư vấn cho em về cái tất cả mọi thứ? Ờ, chị Tâm, còn Tâm ở bên bển là tiếng Thái không, em đâu có tư vấn được đâu. Dạ rồi. Qua đó bạn thấy là. Dạ. Mong anh chị mình ủng hộ với em nha, mình đi ngang 173G Bình ơi, nhớ gọi là coi chia sẻ giúp cho Tây Thi nha. Cảm ơn anh chị có đi ngang ra ủng hộ em. Dạ bán từ mùng 10 đến 10 giờ mà bán lại sau Tết luôn hả? Dạ đúng rồi, bán mùng 10 đó. Dạ đúng rồi. Dạ khách ổn, khách trung bình, em bán hết. Bên bán thì thế nào? Dạ đúng rồi. Chúng thấy bán nhiều món quá mà bữa nay. Bán nhiều món quá làm kịp gì không? Không bán bắp xào nữa hả chị? Dạ không, nghỉ. Bán không có kịp đâu anh ơi, bán không có được luôn á. Không có thời gian bán. Dạ đúng rồi. Nói chung là muốn người thì chuyên tâm với lại mình, cái điều kiện ở ngoài đường mà đâu có. Dạ thôi bán được nhiêu ăn nhiêu đi, tùy duyên đi, bán có nhiêu mình bán nhiêu đi, mình hợp chứ nào mình bán đó đi anh ơi, bài quá bài, mệt mỏi quá. Là bình thường đi sẽ làm ở đây chứ bữa nay là đương nhiên nghỉ. Dạ đúng rồi, em làm không có được đâu, em cắt nó bị em mới cắt dễ được 3-4 ngày bữa nay, 4 ngày gì à? Dạ cao dữ đúng rồi. Đi Thái thấy sao? Đất nước Thái hả, thấy rất là đa dạng dị và thanh lịch lắm nha. Kiểu không có dạ 18 nhiều dạ 18 hả? Chưa không có ồn ào lắm, quan tâm chứ không phải là rồi. Kiểu như không ồn ào, ta bận đồ rất là lịch sự lắm, không có bận đồ hở hang chút nào hết á. 10 người cho anh đủ 10 á anh, không có bận đồ hở luôn. Còn ở Việt Nam thì mình bận đồ hở rồi, còn bận đồ cho nó đẹp rồi ha, còn bản là đồ bình thường lắm, bình dân lắm. Sao để ý cái dùng đồ hở chứ? Dạ rồi nhà cửa không, mình để ý cái từ cái chi tiết đó rồi mình mới biết người ta thanh lịch cái chỗ nào. À, ý em nói là thanh lịch đó hả? Đúng rồi. Chứ đâu có em đâu có bận, em đâu có nghĩ là bận đồ hở là mình so sánh gì đâu. À còn nhà cửa cũng vậy đó, người ta không có to đoan trang là đâu, nhưng mà người ta rất là bình dân lắm. Là em đi làm thì nói em làm bệnh viện nào? Dạ bên ông thép thép luôn. Dạ đúng rồi. Vậy thì may
muốn có cái hẹn với ông đi làm khoảng tiền nữa là cũng ok. Hoàng làm đi một hoàng hai nữa là xong ha. Em đi trời. Khách tới là cũng làm luôn một người của em. Em cảm ơn chị. Người của khách của em cũng là những cái bạn quen ngày xưa hay lại tới giờ được không? Dạ đúng rồi, quen khách quen. Bây giờ thì em cảm ơn chị. Thì có cái lượng khách quen cho nên là cái lượng bán nó cũng đều không có tăng. Mà anh biết sao em làm xong rồi qua ngày hôm sau không, nó còn hút mê ở trong người đó, nó còn hút ấy đó. Em dẫn đi tới lui đi mẹ bốn mặt rồi em lại rồi em đi tung tung năng năng lắm chân rồi bắt đầu đi hồi nó mệt nó gác rồi nó gác tan nè. Nó gác hết trơn cái bầy này nè. Nó gác. Dạ. Nó gác nha. Tôi cái bắt đầu nói chị Tâm ơi mệt quá em đi không nổi, nói chị Tâm ơi đi xe về đi chứ đi lộ bộ không à. Rồi cái đi máy bay hả, đi máy bay về anh ơi, em đụng đâu em nằm đó, đụng đâu em nằm đó. Nhưng mà kiểu như nó bị đau thôi, gác đau chút xíu thôi, chứ không có đến nỗi mà nhiều lắm. Anh ơi nói Ba Lan chưa có gì em. Dạ đúng rồi. Anh ơi nói Ba Lan chưa có gì em đi anh. Chưa có. Dạ. Chưa có luôn. Thấy cái nướng cái này hoài mà anh thấy không biết là người mua có nhiều không? Nướng này hoài mà người mua ít. Bắp thì có chưa? Dạ. Bắp thì có chưa? Dạ có, bắp thì có mà phay thì nó còn hơi lâu. Kêu ta đổi món. Kêu là đổi món giùm em đi anh. Kêu ta đổi chứ đây lấy củ rồi nè. Bắp thì coi nó còn sống nhân nè. Là khi là TikTok là dư cái số để làm. Để làm luôn rồi đúng không? Nhưng mà dạ. Do thời gian không được. Dạ đúng rồi, thời gian không cho phép thôi. Gửi tới 10:30 à anh chị. Dạ. Dạ rồi, một bắp không có hành gì cả. Trái là có tất cả chị trái. Trái rồi. Rồi lâu quá rồi. Cảm ơn anh thầy. Rồi cũng chúc cho Huy là luôn luôn là có khách đông ha. Kênh mới bên Huy là kênh Phố Xá Sài Gòn. Phố Xá Sài Gòn. Dễ thương nha. Dạ. Dạ. Đúng lâu rồi anh. Lâu rồi. Dạ. Cái đợt trước anh qua là người khác rồi. Dạ đúng rồi. À, bạn mới. Là em nghĩ thì à, em quay lại lắm. Là em có gặp anh lần nào chưa? Chưa đúng không? Dạ trứng chưa có. Má bà làm trứng đi má. Dạ là hấp khá lâu rồi mình sẽ quay lại. Dạ đúng rồi, khá lâu rồi. Cả nhà coi nhớ ủng hộ đi nha. Tiếng em rồi đi. Không biết nói gì luôn. Giờ 18 mà chị. Dạ. Mấy ly cưng? Để 18. Hai ly. Hả? Nè. Đây mà nãy. Cảm ơn cả nhà Phố Xá Sài Gòn. Chúc cho cả nhà có video thật nhiều sức khỏe nha. Năm mới bắt tài nha. Cái gì ta quên này. Rồi giới thiệu lại đi, bán những món gì? Dạ bắp nướng nè. Có cái gì? Pha Lan nướng nè. Có tép mỡ. Mỡ luôn có hàng. Có tép mỡ luôn. Có tép mỡ là 18 rồi đi. Dạ đúng rồi, em lên lâu rồi. Rồi thêm miếng hành nữa đi nó. Hai bắp. Mấy ly cưng ơi. Dạ rồi. Mong anh chị mình đi nghe, mình muốn hỏi ba em nghe. Coi cái clip được thương hai chị em ghé ủng hộ hai chị em nghe. Cảm ơn anh chị. Thì địa chỉ của Thi vẫn là 173 Bình Thới nha mọi người. Ngay góc đường Bình Thới với Lãnh Bình Thăng quận 11 á. Thi bán từ khoảng 5 giờ chiều. 5 giờ chiều thì Thi đứng hơi chết về phía xa cái sân khấu Minh Béo chút xíu. Tới 7 giờ tối thì mới ra dạ, đúng cái ngã ba nha. Buổi chiều thì còn hơi chết nha. Ở trong này anh xíu mà, rồi, à, đây là cái góc ở trong xíu chị. Còn một hồi 7 giờ sẽ ra góc ngoài kia ha. Cái góc ngay ngã ba luôn. Số 173 nha mọi người, đường Bình Thới dạ. Ha. Rồi, cảm ơn Sài Gòn anh chị.
cái gì quên mất tiêu rồi đó. Đó là phố xá Sài Gòn. Bữa nay cũng không có gọi là lanh cái miệng giống như mấy hôm trước đi. Mấy hôm trước thì qua cái là có điều kiện để nói với lại nói rất là sao? 15. Cái nhà 35 đó rồi. 35 gì? À không. Cái hồi mà anh ba nào có đi làm đúng rồi. Ủa? Có gì mọi người nhớ ủng hộ lại nha. Cảm ơn mọi người.